Xin chào các em học sinh trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn ôn tập kiểm tra cuối học kỳ 1, môn khoa học tự nhiên 6. Nội dung, các em học từ chương 1 đến hết chương 7. Thời gian làm bài kiểm tra 60 phút. Bố cục bao gồm có hai phần là trắc nghiệm và tự luận. Vì vậy mà trắc nghiệm sẽ trải dài từ chương 1 đến chương 7. Chúng ta bước vào nội dung của từng bài. Vì ở lớp, giáo viên bộ môn khoa học tự nhiên đã phát đề cương, trong đó có những phần bài tập dành riêng cho các em để các em chuẩn bị bài. Các em sẽ sửa phần bài tập đó theo hướng dẫn của giáo viên bộ môn. Ở đây, cô chỉ hướng dẫn những phần lý thuyết quan trọng nhấn vào từng bài. Bài 3. Quy định an toàn trong phòng thực hành. Giới thiệu một số dụng cụ đo, sử dụng kính lúp và kính hiển vi quang học. Đối với trọng tâm của bài này, các em cần nắm được ý nghĩa của các ký hiệu cảnh báo. Ký hiệu đầu tiên là nguy hiểm về điện. Ký hiệu này là chất độc môi trường, chất ăn mòn và chất độc hóa học. Nội dung trọng tâm của bài 4 đo chiều dài là các em sẽ nắm được các bước thực hiện khi đo chiều dài của một vật bằng thước, bao gồm có 5 bước. Bước 1, ước lượng chiều dài của vật cần đo. Bước 2, chọn thước đo phù hợp. Bước 3, đặt thước đúng cách. Bước 4, đặt mắt đúng cách. Bước 5, ghi kết quả của mỗi lần đo. Đối với bài 5, đo khối lượng, các em cần xác định được giới hạn đo, độ chia nhỏ nhất và khối lượng của vật ở trên cân. Ví dụ như bài này, người bán hàng sử dụng cân đồng hồ như hình ở bên để cân trái cây. Hãy cho biết giới hạn đo, độ chia nhỏ nhất của cân và đọc giá trị khối lượng của trái cây đặt ở trên đĩa cân. Giới hạn đo của cái cân này có thể đo được, đó là 10 kg. Về độ chia nhỏ nhất thì các em sẽ lấy số lớn trừ số bé chia cho khoảng cách. Chúng ta sẽ lấy 1 trừ cho 0 và chia cho khoảng cách từ 1 cho tới 0 là có 4 khoảng cách. Vậy thì các em sẽ tính ra là 0,25 kg. Khối lượng trái cây của cái hình này là 2 kg. Bài 8. Sự đa dạng và các thể cơ bản của chất, tính chất của chất. Đối với bài này, các em cần xác định được các cái trạng thái hay là các cái thể của các chất đang ở trạng thái nào. Chất tồn tại ở ba thể, hay còn gọi là ba trạng thái, đó là rắn, lỏng và khí. Ngoài khí ra thì người ta còn có thể gọi nó là hơi. Đặc điểm cơ bản ba thể của chất. Khi mà ở thể rắn thì các hạt nó sẽ liên kết chặt chẽ với nhau, có hình dạng và thể tích xác định, rất khó nén. Ở thể lỏng, các hạt liên kết không chặt chẽ, có hình dạng không xác định, có thể tích xác định và khó bị nén. Ở thể khí hay là thể hơi, các hạt chuyển động tự do, có hình dạng và thể tích không xác định và dễ bị nén. Sự chuyển thể của chất. Các chất thì nó có thể chuyển từ thể này sang thể khác. Và chúng ta gọi sự nóng chảy là quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng của chất. Ví dụ như là đá tan thành nước. Ban đầu đá đang ở trạng thái rắn, sau đó chuyển thành nước là chuyển sang trạng thái lỏng. Chúng ta gọi quá trình này là sự nóng chảy. Sự đông đặc là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể rắn của chất. Ví dụ ngược lại, nước ở thể lỏng khi mà đông thành đá thì đá ở thể rắn. Quá trình từ lỏng chuyển sang rắn người ta gọi đó là sự đông đặc. Sự bay hơi là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể hơi của chất. Ví dụ khi đun nước, nước sôi lên thì các cái hơi nước nó bay lên, đây được gọi là sự bay hơi. Sự sôi là quá trình bay hơi,
sẽ xảy ra trong lòng và ở trên bề mặt thoáng của chất lỏng. Sự sôi này là một trường hợp đặc biệt của sự bay hơi. Bài 9 Oxygen. Đối với bài này, các em cần nắm được tính chất của oxygen. Đó là, ở điều kiện thường, oxygen là khí, không màu, không mùi, không vị, ít tan trong nước, nặng hơn không khí, và tính chất đặc trưng của nó là duy trì sự cháy và sự sống. Bài 17, tế bào. Khái quát chung về tế bào. Tế bào là đơn vị cơ sở cấu tạo nên cơ thể của mọi sinh vật. Tế bào được cấu tạo bởi ba thành phần chính. Thành phần thứ nhất là màng tế bào. Màng tế bào có chức năng bảo vệ và kiểm soát các chất đi vào và đi ra khỏi tế bào. Chất tế bào là nơi diễn ra các hoạt động sống của tế bào. Nhân hay là đối với một số sinh vật khác thì nó được gọi là vùng nhân, là nơi chứa vật chất di truyền và điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào. Bài 19. Cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào. Cơ thể đơn bào là cơ thể được cấu tạo từ một tế bào, ví dụ như là chùm roi, chùm giày, chùm biến hình, tảo lục hay là tảo silic. Còn cơ thể đa bào là cơ thể được cấu tạo từ nhiều tế bào, đa là nhiều ha. Ví dụ như là cây lúa, con gà, con ong hay là kể cả con người chẳng hạn thì nó được cấu tạo từ nhiều tế bào. Bài 20. Các cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào. Mô. Mô là tập hợp một nhóm tế bào có hình dạng và kích thước gần như là giống nhau, và nó sẽ thực hiện một cái chức năng nhất định. Về phần mô thì chúng ta chia ra làm hai loại, đó là mô thực vật và mô động vật. Mô thực vật ví dụ như là mô phân sinh này, mô biểu bì này, mô dẫn và mô cơ bản. Mô động vật thì có mô cơ, mô thần kinh, mô liên kết và mô biểu bì. Vậy thì ở cả động vật và thực vật đều có mô biểu bì hả các em ha? Về cơ quan. Cơ quan là tập hợp của nhiều mô cùng thực hiện một cái chức năng trong cơ thể. Cơ quan ở thực vật sẽ là rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt, và cơ quan ở động vật sẽ là dạ dày, tim, phổi, gan, mắt và mũi. Bài ôn tập của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các em đã theo dõi và chú ý lắng nghe.